Ngày 18 tháng 8, mạng xã hội lan truyền hình ảnh chụp đoạn chat giữa một người được cho là nữ giáo viên tên L đang công tác tại trường mầm non Thanh Nê ở huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình với người đàn ông có gia đình. Nội dung lan truyền cho biết nữ giáo viên đã lập gia đình nhưng có dấu hiệu quan hệ tình cảm bất chính với người đàn ông này. Ngoài ra, nội dung đoạn chat bao gồm những hình ảnh nhạy cảm, đồng thời gợi ý những món ăn như lòng xào dưa, thịt chó và những đồ chứa nhiều chất đạm để tăng sự kích thích. Hầu hết các bình luận đều cho rằng nữ giáo viên mầm non đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo. Cùng với đó, nhiều người tỏ ra e ngại nếu giáo viên này vẫn tiếp tục công tác trong môi trường giáo dục, trực tiếp dạy dỗ uốn nắn các cháu nhỏ còn như tờ giấy trắng. Chiều 19 tháng 8, lãnh đạo thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Sương cho biết đã yêu cầu cá nhân có liên quan và ban giám hiệu trường mầm non Thanh Nê báo cáo sự việc liên quan đến nghi vấn quan hệ bất chính của nữ giáo viên. Theo vị lãnh đạo này, sau khi nhà trường có báo cáo về sự việc, đơn vị cũng sẽ có báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét mức độ vi phạm để đưa ra hình thức kỷ luật cụ thể nếu có vi phạm. Được biết, nữ giáo viên TL sinh năm 1976 và có nhiều năm kinh nghiệm, bắt đầu vào nghề từ năm 1995.